Tôi tin rằng phần lớn chúng ta sẽ giống nhau khi đang bước từ ngưỡng cửa trung học phổ thông đến đại học, bởi vì cách học tại đại học rất khác, đặc biệt với môi trường là cử nhân luận. Tôi tin rằng các bạn sẽ luôn bị khớp với cái chương trình thay vì học toán lý hóa văn sử địa, thì chúng ta lại phải trau dồi những môn mà mang tính chất lý luận như lý luận nhà nước pháp luật, triết học, kinh tế chính trị, luật hiến pháp, dân sự một, luật hành chính, rồi luật hình sự vân vân. Các bạn sẽ rất bơ ngỡ và đây chính là một giải pháp cho các bạn. Với việc đăng ký một khóa học gồm 8 môn học kể trên theo combo, các bạn đang tiết kiệm được 50% chi phí so với việc đăng ký thông thường. Và các bạn chỉ cần bỏ ra chưa đến 1 tín chỉ để các bạn có thể được quyền xem trước, học song song, học lại, học bổ sung. Và đặc biệt có cách ghi nhớ thông qua hệ thống video bài giảng, hệ thống slide độc quyền theo mô hình sơ đồ tư duy, và các bài test được đính kèm sau những bộ slide, những bộ bài giảng đó. Và với cách thức học tập này, tôi tin rằng các bạn sẽ học hành tốt hơn, đạt kết quả cao hơn, bởi vì các bạn được học nhiều hơn so với người khác. Các bạn có thể đăng ký trải nghiệm học thử thông qua đường link này, cũng như là đăng ký combo 8 môn học được e-learning của Học viện Đào tạo Pháp chế ICA kết hợp với các giảng viên ưu tú, giảng viên chuyên nghiệp tại các trường đào tạo về luật. Chúc các bạn thành công!